độ bảo hành nó như ra sao nhá. Đó. Thì hôm nay là em cũng có 4 cái loa nhá, 4 cái loa mà gửi đi cho các bác mà hôm nay nó bị lỗi trong thời gian em đã bảo hành ấy. Là em sẽ nhận đổi lại cho các cái loa mới. Thế là những cái này nó bị hôm nay bị cháy côn. Thì em lại vẫn đổi cho các bác nhá. Nó bị lỗi ấy, trong thời gian bảo hành. Thì bên em vẫn luôn luôn bảo hành cho các bác là 25 ngày đầu các bác dùng. Nó bị lỗi là em sẽ đổi một đổi một cho các bác luôn. Đấy. Hình thức bảo hành nó nhất là đơn giản thôi. Thì đây, như em đang cầm một tờ giấy, tờ giấy của bưu điện nhá. Đấy, tờ giấy của bưu điện. Thì các bác bị mang ra bưu điện gửi lại cho em. Thì ở bên đầu bên này em sẽ lập tức gửi lại cho các bác luôn một cái loa. Ví dụ bác lỗi loa 10W này thì em sẽ đổi cho các bác loa 10W thì các bác ra bưu điện gửi lại cho em. Thì các bác gửi lại thì các bác hãy vui lòng nhắn cho em xin cái mã của đơn hàng đấy nhá. Cái mã của đơn hàng như này. Các bác nhìn này. Đây nó là CZ 342 này, 886 này, 859 này. Thì VN này, VM đấy, VM với tóm tắt. Thì các bác nhắn cho em cái xin cái mã này nhá. Thì là bên em sẽ kiểm tra. Nếu mà đã thấy cái mã này nổi trên hệ thống rồi ấy thì shop em sẽ lập tức gửi lại cho các bác là một cái loa mới luôn nhé. Một cái loa mới này. Đấy, gửi lại luôn. Thì trong thời gian 2 cho 3 ngày thì các bác sẽ nhận lại được cái loa mới nhé. Hoặc là các bác tháo ra. Em bên em ấy tháo ra, bác thay côn vào thì bên em sẽ gửi lại cho các bác cái côn này. Gửi lại cho các cái côn như này nhé. Đây là côn của loa toa 15W này. Thì em có ba loại côn cho các bác. Thì năm nay mới về đấy thôi. Từ côn 10W này, 15W và 30W nhé. Đấy, sẽ gửi cho các bác để các bác tự thay vào cũng được. Thì đỡ cái tiền phí mình vận chuyển đi. Đấy. Thì dòng bên em bảo hành luôn luôn là trong vòng 25 ngày một đổi một cho các bác nhé. Hoặc là các bác dùng lâu năm rồi, ngày xưa nó chưa có côn. Thì năm nay này, em cũng đã về đồng lô côn mới. Côn 10W, 15W và 30W nhé, để phục vụ cho các bác này. Đấy. Còn giá của côn này thì em cũng đã thông báo ở cả những video trước của nhé các bác. Ở những video trước. Đấy. Đã đủ loại cho các bác luôn. Bảo hành cho các bác đến nơi đến chốn luôn. Đấy. Đấy là hình thức bảo hành bên em. Thì loa thì bên em vẫn có các loại mẫu loa cho các bác nhé. Từ âm ly thì em cũng giới thiệu sơ qua. Hôm nay bên em lại về một cái âm ly, gọi âm ly điện tử mini nhé. Và loại này thì nhất là gọn, giúp các bác đi đánh cuốc, đánh rẽ run nhé, nhất là hiệu quả luôn. Nó dòng là âm ly mini đấy, nhất là gọn, nhỏ gọn luôn, phục vụ cho các bác. Thì em cũng làm một cái video này gửi về sau cho các bạn. Các bác mà muốn xem về cái loa này, chi tiết về cái loa này ấy, thì các bạn vui lòng bấm vào cái danh sách phát nhé. Thì em sẽ đăng tải video này và video giới thiệu cái loa, quên, giới thiệu về cái âm ly mini điện tử này sẽ ở cái video sau nhé các bạn nhé. Đó, gọi là video này em thông báo là các bạn là đã có cái âm ly mới, đánh dòng điện ổn hơn và sử dụng từ điện 9V cho đến 24V nhé. Các bác đi đánh nhất là lâu, nhất là ổn định luôn, tiếng nhất là trong. Đấy. Thì gọi là cái video hôm nay em gọi là thông báo cho các bác này cái chế độ bảo hành bên em nhé. Còn bác nào mà mới truy cập kênh thì hãy cho shop em xin thêm một like, cho shop em xin thêm một nút bấm đăng ký kênh nhé, bấm đăng ký kênh. Còn bác nào quan tâm hơn thì bấm thêm một chuông thông báo nhé, thì để nhận được những cái video mới nhất là shop em đăng tải để phục vụ cho các bác vào mùa đánh chim 2020 này. Đấy. Thì bây giờ là gần dịp cuối năm rồi, chim nó về nhất là nhiều, thì các bác hãy nhanh tay sắm cho mình những cái loa, những cái âm ly chất lượng nhất nhé. Thì loa thì bên em vẫn có từ loa hàng Việt Nam cho đến loa Indo này. Như đây em đang giới thiệu hoàn toàn loa Indo nhé các bác nhé. Đó. Mọi vấn đề thắc mắc về sản phẩm gì mà các bác chưa làm rõ được thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại em đã ghim trên màn hình. Thì số em sẽ có các anh em trong tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình nhé. Rồi em cũng xin phép các bác tạm dừng cái video tại đây. Các bác nào mà muốn xem kỹ hơn về những sản phẩm nào thì các bạn vui lòng vào cái danh sách phát nhé.
Kênh Danh Phát thì nó sẽ có đầy đủ các loại, đầy đủ các video. Các bác muốn tìm về loa toa thì bác gõ vào cái chỗ Danh Danh Phát, nó có phần ô tìm kiếm đấy, thì bác ghi loa toa vào đấy nó sẽ hiện lên nhé, đủ các loại loa toa cho các bác. Rồi em xin chào các bác nhé, hẹn các bác vào video sau nhé.